Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì video tiếp theo hôm nay mình sẽ nói về chó đỏ và chó đỏ phong thủy. Thì trước mắt quý vị và các bạn đang xem là một chú cún đỏ phong thủy loại đuôi dài. Thì chú cún này hiện tại đã được khoảng 3 tháng rưỡi và cân nặng hiện tại được 10,5 kg. Cún là cún đực. Cún thuộc dòng chó rất là to, bố mẹ chó khoảng bố khoảng 30 kg, còn chó mẹ thì vào khoảng 21 kg. Thì như quý vị được biết rằng thì dòng chó đỏ phong thủy mới gần đây thì nó được người chơi tìm hiểu nhiều hơn, bắt đầu từ lúc mông cộc đỏ. Thì quý vị biết rằng giống chó đỏ này nguồn gốc từ đâu ra và cái ý nghĩa của giống chó đỏ nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi sơ lược một chút. Thì xét về màu sắc lông thì đây là một màu lông đột biến da, nhưng xét về góc độ mặt sinh học thì màu sắc tố đỏ này là sắc tố gen yếu nhất trong các loại màu. Thì như các bạn biết, màu đen hoặc màu vàng sẽ là màu thuần. Thì hai giống màu này khi ghép với nhau thì dễ ra được cái màu này. Đó, thì những bé như vậy thì thường là gen rất là yếu. Hoặc các bạn có thể lai với một số dòng chó khác để ra cái màu này. Như bé ở trên hình các bạn đang xem thì bé này có một cái đặc điểm rất là hiếm của các bé khác có, đó là màu mũi, màu mắt, màu móng và màu mép trùng với lại màu lông. Màu mắt là màu hổ phách. Thì những cái bé có những đặc điểm này nó rất là ít đó, và bé này thì tai 100% là sẽ dựng. Màu mắt hổ phách, màu mũi, màu móng và mép là trùng màu với nhau, bé này thì sẽ lên được thành màu đỏ cháy tuyệt đẹp. Và như bé này thì của nhà mình thì nó có một cái đặc tính này nữa cũng rất là hay, đó là nó có cái tướng nằm thạch thùng săn mồi. Thì như các bạn biết là ở những cái các loại chó con thì nó sẽ hay có cái tướng nằm này, đó là nằm bốn chân sóng xoài, đuôi thẳng ra về phía sau, thì đó được gọi là dáng thạch thùng săn mồi. Những chú cún có dáng như vậy thường rất là tốt về mặt phong thủy, kết hợp với lại màu đỏ thì sẽ cực kỳ vượng khí, nạp tài cho những người thuộc mệnh hỏa hoặc mệnh mộc. Đặc biệt cún này thì thường nằm giữa nhà để trông nhà vào ban đêm. Đó là những cái đặc điểm rất hay. Về cái mặt phong thủy thì như các bạn được biết rằng nhiều người, mỗi người một kiểu chơi, mỗi người có một cái điểm nhấn tìm riêng của từng chú chó. Có người thích đen, có người thích đỏ. Thì như giống chó đỏ này phù hợp nhất với những người thuộc mệnh hỏa hoặc mệnh mộc. Đơn cử như những người sinh năm 1995, 1994, 1982, vân vân. Và như màu màu của cún này đang thay lông màu đỏ cháy, và đặc biệt cún này cực kỳ quấn chủ, rất quấn quýt chủ và tai dựng ke rất đẹp. Thì chú cún này hiện tại mình quay lên để giới thiệu với mọi người tham khảo để biết được rằng cái cún phong thủy thì nhiều người vẫn luôn chuộng cái chó mông cộc đỏ. Tuy nhiên để xét về góc độ phong thủy thì một chú cún màu đỏ thuần như vậy đã là rất tuyệt vời rồi. Thì chú cún trên hình của mình hiện tại là đã về nhà chủ mới. Cún này mình đã bán rồi quý vị nhé. Thì quý vị nào có nhu cầu đặt thì liên hệ với mình qua số điện thoại 038 836 1798. Đó. Các bạn tham khảo về chú cún cực kỳ nhanh nhẹn kháu khỉnh. Cún này đã qua giai đoạn ke Bravo và cún này chắc chắn lớn lên sẽ vào khoảng tối thiểu nhất là 17 kg, và nếu mà tối đa là phải lên tầm 22 đến 25 kg. Màu đỏ cháy tuyệt đẹp. Cún này mình có bán cho người nhà trong gia đình. Vì vậy sau này thì chắc chắn là có thể vẫn có cái nguồn gen của chú cún này tiếp theo
Đó, màu mắt, màu mũi, màu móng, màu mép là trùng màu với lại màu lông. Rất là tuyệt vời. Vâng, video của mình tới đây là kết thúc. Các bạn có câu hỏi thì sẽ để lại dưới bình luận thì mình sẽ lên các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.